chào tất cả các bạn. Như vậy là chiến dịch Hường mình đã đi tiến gần tới màn 4 màn nữa thôi là kết thúc chiến dịch Hường. Hôm nay mình sẽ làm luôn 4 màn còn lại để các bạn cùng xem. Như vậy là chúng ta sau khi vượt qua 4 màn cuối này, chúng ta sẽ kết thúc chiến dịch Hường có và tiến hành. Như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi chúng ta điện thoại đang những chương mới, màn mới. Đúng màn này nữa là kết thúc chương 15 Thiên Long. Như các bạn thấy trong những video trước thì mình đã vượt qua được tất cả các màn từ dưới lên trên này và gần đi đến đích với 4 màn tiếp theo, đó là màn 117, 18, 19 và 120. Như vậy là 4 màn nữa thôi. Hôm nay mình sẽ làm một video vượt qua 4 màn này để các bạn cùng xem. Bạn nào vượt qua rồi thì xem lại cho vui, bạn nào chưa qua thì có thể xem trước để có một cái hướng nâng cấp chiến cơ và biết trước được là những con boss nó có điểm gì đặc biệt để các bạn có thể là xem mình chơi rồi theo đó mà vượt qua nó dễ dàng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ ra trận với màn 117. Đây là cuộc đối thoại của hai chị Tom rồi và Nick. Lực chiến yêu cầu là 36.150. Đây là một màn xanh cho nên chúng ta không phải đấu với boss. Các bạn cứ chơi bình thường sẽ vượt qua. Các bạn chú ý là lúc chúng ta siêu cấp, chúng ta bắn chết tàu của địch thì tỷ lệ mà nó gây ra vật phẩm nhiều hơn so với bình thường. Rất là nhanh chóng, chúng ta đã vượt qua được màn 117. Tại vì đây là một màn thường. Bây giờ chúng ta sẽ đến với màn 118, một màn màu vàng. Một màn màu vàng như vậy thì chúng ta phải đấu với một con boss nó có một cái máu đỏ thôi. Ở đây thì nó sẽ có một cái cốt truyện từ trên xuống dưới như vậy. Tosan này có vẻ là một phi công nhưng mà chưa thấy nó xuất hiện ở phiên bản Việt Nam. Các bạn thấy ở màn 118 thì lực chiến cao hơn, chiến cơ diễn ra rất là nhiều. Nếu như các bạn gặp khó khăn, các bạn có thể sử dụng nguồn trợ giúp. Tại vì đến đây chúng ta có rất nhiều sự trợ giúp, có cả phi công nữa. Đối với những vật phẩm này, các bạn hãy đeo ra sử dụng. Một con boss rất là lạ mắt các bạn. Các bạn thấy thì mấy con boss này nó chơi yêu rất là ghê. Rồi, như vậy là sau khi sử dụng một vài trợ giúp thì mình đã vượt qua được rồi. Như các bạn thấy thì lên trên này, ở đoạn trên này xuất hiện thêm một số boss rất là lạ, chứ nó không còn giống như ở đoạn dưới nữa. Chúng ta đã vượt qua được màn 118. Như vậy là 2 màn nữa thôi là đã kết thúc được chế độ chiến dịch thường. Bây giờ xin mời các bạn cùng mình đến với màn 119. Màn 119 là một màn thường.
không biết là cái việc qua được những cái cầu con nhỏ như thế này là mình cũng thấy không quá khó khăn đúng không các bạn. Cái tàu của mình luôn luôn siêu cấp từ đầu đến cuối luôn. Đầu tiên vào chưa có siêu cấp thì mình bật tiêu khi công Angelina, sau đó nó ra những vật phẩm thì mình tiếp tục sử dụng những vật phẩm đó để cho tàu mình luôn luôn ở trạng thái siêu cấp. Xin chào các bạn, như vậy là chúng ta đã đến màn cuối cùng, màn 120. Đây là màn cuối cùng của chế độ chiến dịch thường. Thì bây giờ xin mời các bạn cùng mình thử nghiệm màn này. Ở màn này thì có một con boss rất là lạ mắt. Rất là lạ các bạn. Lịch chiến yêu cầu là 39.9300. Trong khi đó lịch chiến của chúng ta là 32.272. Cao hơn rất là nhiều. Và vẫn là một hộp AFP level 7 12.064. Đây chúng ta sẽ được một trang bị màu tím. Trang bị này thì không cần thiết. Ở phía dưới rất là nhiều ai cũng có thể kiếm được. Và một con boss màn 120 này có thể là giới hạn. Bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng mình hãy tới tới màn này và cùng vượt qua màn này. Bây giờ chúng ta ra trận thôi. Các bạn cứ chơi bình thường, không nên quá ngại con boss này, tại vì nó cũng chỉ là một con boss thôi. Trước mắt thì chúng ta phải vượt qua được tất cả những cái cầu con của địch này đã, rồi mới nói chuyện tới là boss. Đó, như vậy là chúng ta đã vượt qua được tất cả những cái tập ban đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với màn đấu boss. Hy vọng là mình sẽ vượt qua con boss này. Con boss này có level là 300. À, bom rất là thấm các bạn. Khi mà cũng bom nó sẽ mất cái hơn nửa cây máu. Đây là mình đã tiêu diệt cây máu đầu tiên của nó. Đó, đây là cây máu thứ hai. Mình sẽ tận dụng thêm skill của con Angelina để nó tiếp tục cái bom. Một quả nữa thôi. Như vậy là mình đã giành chiến thắng với con boss level 300 này và vượt qua nó. Như các bạn thấy thì sau khi sắp xếp hợp lý, skill của phi công của siêu chiến cơ thần tướng sẽ trợ giúp của phi công Angelina và bên cạnh đó là bom, thì mình đã vượt qua nó một cách dễ dàng. Như theo mình đánh giá thì đây là một màn vượt qua nó dễ hơn so với màn 114 hoặc là màn 24, 26, 88. Đó là những gì mình thấy là trong cái màn này nó như vậy. Như các bạn thấy ở màn đỏ thì chúng ta có thêm một cái bản vẽ rất hy vọng. Rồi, như vậy là kết thúc chương 15, chương Thiên Long. Chúng ta không còn màn nào để chơi nữa. Như vậy là đã trèo lên được cái đỉnh cuối cùng của chiến dịch thường, chiến dịch khó. Chúng ta đã vượt qua được màn 28, chiến dịch tử thần màn 12 và đây là chiến dịch thường màn 120. Như vậy là đã kết thúc hết tất cả các màn chơi chiến dịch. Qua đây các bạn nào chưa xem những video về chiến dịch thường khó và tử thần ở những màn trước, những màn cuối, các bạn có thể tìm xem được trong kênh Video Game FHD. Mình đã làm và tổng hợp đầy đủ trong kênh, các bạn có thể lục xem lại, tất cả nằm trong đó. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Như vậy là sau một thời gian chúng ta cũng đã vượt qua được màn cuối cùng.
xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới nhất về game Chiến Cơ Huyền Thoại, Chiến Dịch Huyền Thoại. Chào tạm biệt.